Chào các em. Trong clip này, thầy hướng cho các em cách chúng ta hạch toán đối với nghiệp vụ đi thuê tài chính tài sản cố định. Thì trong nội dung này thì chúng ta có hai vấn đề cần chú ý, đó là các tài khoản kế toán được sử dụng của việc đi thuê tài chính tài sản cố định, và thứ hai đó là các cái bút toán hạch toán có liên quan. Đầu tiên là về tài khoản sử dụng. Thì khi hạch toán đối với nghiệp vụ đi thuê tài chính tài sản cố định thì chúng ta sẽ sử dụng các tài khoản như trên màn hình. Thứ nhất đó là tài khoản 212, thì tài khoản này sẽ được sử dụng để ghi nhận nguyên giá của tài sản cố định đi thuê tài chính. Và như vậy thì vấn đề chúng ta gặp ở đây là chúng ta phải xác định được cái nguyên giá của tài sản cố định đi thuê tài chính. Thì chúng ta đã nghiên cứu trong phần lý thuyết thì nguyên giá của tài sản đi thuê tài chính sẽ được ghi nhận hoặc là theo giá trị hợp lý của tài sản thuê, hoặc là được ghi nhận theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. Mà cái giá trị hiện tại này sẽ được tính bằng cách là chúng ta sử dụng một trong hai cái hàm, đó là hàm BV hoặc là hàm NBV. Vấn đề đây là sau khi chúng ta đã xác định được giá trị hợp lý và cái giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu thì chúng ta sẽ lựa chọn cái giá nào để ghi nhận vào nguyên giá của tài sản cố định. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ vận dụng cái nguyên tắc thận trọng kế toán. Và như vậy thì theo nguyên tắc thận trọng kế toán thì tài sản không không được ghi cao hơn giá trị thực hiện được của nó. Và do đó thì khi chúng ta lựa chọn giữa cái giá hợp lý và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền tối thiểu thì chúng ta sẽ lựa chọn giá thấp hơn trong hai giá này. Nôm na là chúng ta sẽ lấy cái giá thấp giữa giá hợp lý và giá trị hiện tại. Thứ hai đó là chúng ta là bên đi thuê tài chính thì chúng ta sẽ tính và trích khấu hao đối với tài sản đi thuê tài chính. Như vậy thì khi chúng ta trích khấu hao thì chúng ta đã có được cái nguyên giá của tài sản đi thuê tài chính. Vậy thì chúng ta phải xác định cái thời gian là để chúng ta tiến hành trích khấu hao. Xác định cái thời gian để trích khấu hao đối với tài sản đi thuê tài chính. Thì chúng ta đã biết là khi chúng ta đi thuê tài chính thì cái thời hạn thuê thì nó sẽ ít nhất là nó chiếm 60% cái thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đi thuê tài chính. Vậy vấn đề ở đây là chúng ta sẽ trích khấu hao theo cái thời hạn thuê hay là thời gian sử dụng hữu ích. Thì đây là một cái vấn đề chúng ta cần lưu ý. Đó là trong trường hợp là nếu mà cái hợp đồng thuê tài chính mà xác định là chúng ta là bên đi thuê, chúng ta sẽ trả lại cái tài sản đi thuê tài chính khi kết thúc đồng thuê, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ trích khấu hao là theo thời hạn thuê. Còn nếu mà nó rơi vào trường hợp thứ hai, đó là chúng ta là bên đi thuê, chúng ta sẽ mua lại hoặc là chúng ta sẽ chấp nhận là chúng ta sẽ chuyển quyền sở hữu tài sản đi thuê tài chính, thì ở trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ trích khấu hao theo thời gian sở hữu ích của tài sản đi thuê tài chính. Các bạn chú ý. Rồi, tiếp theo là tài khoản 3412 nợ thuê tài chính. Thì tài khoản 3412 nợ thuê tài chính là nó sẽ ghi nhận tổng số nợ phải trả, và cái số nợ này được tính bằng cái giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc là theo giá hợp lý của tài sản thuê. Như vậy nôm na là cái 3412 được ghi nhận theo đúng cái số tiền mà chúng ta ghi nhận của nguyên giá của tài sản đi thuê tài chính. Có nghĩa là nếu trường hợp là nguyên giá 212 chúng ta lựa chọn giá thấp hơn giữa giá hợp lý và giá hiện tại thì lúc này thì cái số tiền đó cũng được được làm cơ sở để ghi nhận trên tài khoản 3412. Có nghĩa là số tiền được ghi nhận trên 3412 nó sẽ bằng đúng số tiền được ghi nhận trên tài khoản 212. Tiếp theo là các cái khoản tiền lãi khi phát sinh khi thuê tài chính thì chúng ta sẽ ghi nhận trên tài khoản 635. Và cuối cùng đó là số thuế giá trị gia tăng đầu vào của cái tài sản đi thuê tài chính thì sẽ được ghi nhận trên tài khoản 133 thuế giá trị tăng đầu vào. Thì đó là về các tài khoản sử dụng và một vài vấn đề chúng ta cần lưu ý khi xác định cái nguyên giá cũng như là thời gian trích khấu hao đối với tài sản cố định mà chúng ta đi thuê tài chính. Chúng ta đi vào phần hạch toán. Thì trên màn hình đó là một vài nghiệp vụ cơ bản có liên quan đến cái
hoạt động đi thuê tài chính một cái tài sản cố định. Thứ nhất đó là A, đó là chúng ta ghi nhận các chi phí phát sinh ban đầu có liên quan đến cái hợp đồng đi thuê tài chính, và lưu ý là khi phát sinh các chi phí này á, thì chúng ta chưa có ký kết cái hợp đồng đi thuê tài chính, và do vậy là các chi phí phát sinh trong giai đoạn này á, thì chúng ta sẽ tạm tạm treo trên tài khoản chi phí trả trước 242. Thứ hai đó là các khoản mà chúng ta phải trả trước tiền thuê cho bên cho thuê, hoặc là chúng ta phải ký quỹ để đảm bảo cái hợp đồng đi thuê tài chính. Thì như vậy thì tùy thuộc vào cái từng nghiệp vụ cụ thể. Ví dụ như là đối với số tiền là chúng ta ứng trước hoặc là trả trước tiền thuê tài chính thì chúng ta sẽ ghi nhận bên nợ tài khoản 341 và 412. Còn cái số tiền mà chúng ta ký quỹ để đảm bảo bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng thuê tài chính thì chúng ta sẽ ghi nhận trên tài khoản cầm cố thế chấp ký cược ký quỹ tài khoản 244. Ngoài ra thì có một cái khoản phí nữa, đó là cái phí cam kết sử dụng vốn. Thì cái khoản phí này thì khi phát sinh chúng ta sẽ ghi nhận vào tài khoản chi phí tài chính 635. Cuối cùng là khi chúng ta đã ký kết được hợp đồng thuê tài chính và chúng ta đã nhận được cái tài sản đi thuê tài chính. Vậy thì khi chúng ta nhận được tài sản đi thuê tài chính thì nó sẽ phát sinh hai bút toán như trên màn hình. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ ghi nhận nguyên giá và cái số nợ thuê tài chính, bút toán là nợ 212 và có tài khoản 3412. Như vậy thì chúng ta lưu ý là cái việc chúng ta xác định nguyên giá của tài sản đi thuê tài chính là chúng ta sẽ chọn giá thấp giữa giá hợp lý và giá trị hiện tại, và như vậy là cái bút toán nợ 212 và có 3412 sẽ được ghi nhận theo cái giá 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 thấp giữa giá hợp lý và giá trị hiện tại. Ngoài ra là các chi phí phát sinh ban đầu có liên quan trực tiếp đến hợp đồng đi thuê tài chính thì khi cái hợp đồng thuê tài chính này đã được thực hiện thì chúng ta sẽ kết chuyển và ghi nhận vào nguyên giá của tài sản đi thuê tài chính. Ví dụ như là các chi phí lúc nãy chúng ta treo trên tài khoản 242 thì bây giờ chúng ta sẽ kết chuyển vào tài khoản 212 để ghi tăng nguyên giá của tài sản đi thuê tài chính. Sau khi chúng ta đã đưa cái tài sản đi thuê tài chính vào sử dụng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh thì định kỳ thì chúng ta sẽ nhận được hóa đơn từ công ty cho thuê tài chính. Và như vậy thì cái số tiền hóa đơn này sẽ được chi tiết theo những nội dung sau. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ thanh toán cái số nợ gốc và tiền lãi thuê cho công ty cho thuê tài chính. Thì lúc này là tiền nợ gốc sẽ được thanh toán trên tài khoản 3412. Còn cái tiền lãi về cái việc chúng ta sử dụng vốn, vay vốn công ty cho thuê tài chính thì chúng ta sẽ ghi nhận vào tài khoản chi phí tài chính 635. Như vậy là bút toán thanh toán nợ gốc và tiền lãi chúng ta sẽ ghi là nợ 635, nợ 3412 và có các tài khoản tiền tương ứng. Thứ hai đó là chúng ta là bên đi thuê tài chính thì chúng ta sẽ được khấu trừ cái số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi công ty cho thuê tài chính mua hoặc là nhập khẩu cái thiết bị này cho chúng ta thuê. Và ở cái trường hợp này thì nó sẽ có hai tình huống. Thứ nhất đó là nếu cái số thuế giá trị gia tăng đầu vào này là được khấu khấu trừ thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ ghi nhận nó vào tài khoản 1332 và chúng ta sẽ ghi có cái thỏi tương ứng. Bây giờ là chúng ta thanh toán tiền thì chúng ta sẽ ghi có 112. Còn nếu chúng ta chỉ mới nhận được thông báo mà chúng ta chưa trả tiền thì chúng ta sẽ ghi có trên tài khoản 3388. Trường hợp thứ hai là nếu số thuế giá trị gia tăng này là không được khấu trừ thì lúc này chúng ta sẽ ghi nhận nó vào nguyên giá của tài sản đi thuê tài chính. Hoặc là nếu chúng ta nhận định kỳ thì chúng ta sẽ ghi nhận vào chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì đó là cái cách chúng ta xử lý cái số thuế giá trị gia tăng đầu vào của cái tài sản cố định mà chúng ta đi thuê tài chính.
Và bên đi thuê tài chính là chúng ta sẽ tiến hành là tích trích khấu hao đối với cái tài sản cố định mà chúng ta đi thuê tài chính. Như vậy thì chúng ta thấy trên màn hình là tùy thuộc vào cái bộ phận đang sử dụng cái tài sản này mà khi tính khấu hao chúng ta sẽ ghi nhận cái phần giá trị khấu hao và các tài khoản chi phí tương ứng, ví dụ như là 623 chi phí sử dụng xe máy thi công, 627 chi phí sản xuất, hoặc là 641, 642, vân vân. Cuối cùng đó là khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính thì chúng ta đã xác định ở lúc đầu là sẽ có hai cách xử lý, hoặc là chúng ta sẽ trả lại tài sản thuê tài chính hoặc là chúng ta sẽ mua lại. Thì trong trường hợp là nếu chúng ta trả lại tài sản cố định thuê tài chính thì do chúng ta xác định ban đầu là chúng ta sẽ trả lại tài sản cố định thuê tài chính, cho nên là cái thời gian mà chúng ta chiết khấu hao nó sẽ bằng đúng cái thời gian thuê, và do vậy là ở cái thời điểm mà chúng ta trả lại cái tài sản thuê tài chính này á, thì nó là cái thời gian cuối cùng hợp đồng thuê, và do vậy lúc này thì cái giá trị hao mòn lũy kế trên tài khoản 22142 nó sẽ bằng đúng nguyên giá của tài sản cố định đi thuê tài chính, và do vậy là cái bút toán là nợ 21 42 và có 22 thì nó sẽ không có phần chênh chênh lệch. Trường hợp thứ hai là chúng ta được mua lại hoặc là chúng ta sẽ chuyển quyền sở hữu đối với cái tài sản cố định thuê tài chính. Thì trong trường hợp này các bạn lưu ý là cái giá trị của cái tài sản cố định đi thuê tài chính thì chúng ta đang ghi nhận trên hai tài khoản, đó là 212, đó là nguyên giá của tài sản cố định thuê tài chính, và cái giá trị hao mòn lũy kế đã được ghi nhận trên tài khoản 2142. Bây giờ chúng ta mua lại hoặc là chúng ta được chuyển quyền sở hữu, có nghĩa là nó sẽ trở thành là tài sản cố định hữu hình hoặc là vô hình của doanh nghiệp, và do vậy chúng ta sẽ chuyển nó vào 211 và 213, và cái giá trị hao mòn lũy kế thì sẽ được chuyển vào tài khoản 2141. Và như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có hai bút toán. Thứ nhất đó là bút toán chúng ta sẽ kết chuyển nguyên nguyên giá. Như vậy là nguyên giá sẽ được chuyển từ 212 và nó sẽ được chuyển vào các tài khoản có liên quan tùy thuộc vào mục đích sử dụng, ví dụ như là được sử dụng như là một cái tài sản cố định hữu hình, vô hình chúng ta ghi nhận vào 211, 213. Còn nếu trường hợp là được sử dụng như là một cái bất động sản đầu đầu tư thì chúng ta sẽ kích chuyển vào tài khoản 217. Và trong trường hợp là có phát sinh các chi phí để đưa cái tài sản cố định vào trạng thái sẽ sử dụng thì chúng ta có thể ghi tăng bổ sung nguyên nguyên giá. Thứ hai là chúng ta sẽ chuyển cái giá trị hao mòn lũy kế, thì trên màn hình là chúng ta sẽ chuyển từ tài khoản 2142 sang tài khoản 2141. Ở đây thì có thể là các trường hợp như là chúng ta sẽ chuyển vào 2141, 2143 hoặc là 2147 tùy cái mục đích sử dụng của cái tài sản cố định mà chúng ta nhận từ cái công ty cho thuê tài chính. Thì đó là các cái bút toán có liên quan khi chúng ta mua lại hoặc là chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cố định thuê tài chính. Và chúng ta sẽ phải chuyển nguyên giá và chuyển giá trị hao mòn lũy kế. Như vậy thì qua cái đoạn clip này thì thầy đã hướng dẫn để các em có thể nắm được về các cái tài khoản kế toán mà chúng ta sử dụng khi hạch toán đối với nghiệp vụ thuê tài chính tài sản cố định, cũng như là các cái bút toán có liên quan của nghiệp vụ thuê tài chính. Chào các em.